Về già, bớt ăn thịt lại, cứ ăn cơm với 5 loại quả này, đánh bay bệnh tật, sống thọ 120 tuổi. Quý cô bác thân mến, đã bao giờ cô bác ăn cơm cùng với các loại quả hay chưa? Có lẽ nhiều cô bác sẽ đều cảm thấy rất lạ lùng, vì quả thường dùng để tráng miệng, chứ làm gì có ai lại đi ăn cùng với cơm bao giờ, phải không ạ? Tuy nhiên, mới đây, các chuyên gia tiết lộ rằng, bớt thịt lại về già, cứ ăn 5 loại quả này cùng với cơm, giúp tăng cường sức khỏe, đánh bay bệnh nguy hiểm, ngừa cả ung thư, càng ăn càng sống thọ. Vậy cụ thể, 5 loại quả đó là quả gì? Ăn như thế nào tốt cho sức khỏe? Thì mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống theo dõi ngay sau đây. 1. Loại quả đầu tiên ăn cùng cơm đó là quả cà chua. Không chỉ thơm ngon bổ dưỡng mà còn phòng chống ung thư cực hiệu quả. Từ lâu, cà chua đã trở thành loại quả hấp dẫn và phổ biến nhất trong mâm cơm của người Việt. Hẳn là cô bác nào cũng thích cái vị chua chua ngọt ngọt tự nhiên của món đậu sốt, cá sốt hay món canh cà chua tươi mát thanh đạm, phải không ạ? Thế nhưng có bao giờ cô bác tự hỏi cà chua có lợi ích gì cho cơ thể hay chưa? Và tại sao ăn cùng cơm lại tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ? Các bác sĩ cho biết trong cà chua chứa carotenoid lutein và zeaxanthin đã được chứng minh là hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Bên cạnh đó, vitamin A có trong cà chua cũng là một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt và cũng có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, cũng như giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà. Nếu chế độ ăn nhiều cà chua, có thể giúp đa dạng hóa hệ vi sinh vật đường ruột, duy trì quá trình tiêu hóa cân bằng và hệ thống miễn dịch được tối ưu hóa. Việc bổ sung bột cà chua vào chế độ ăn uống làm tăng đáng kể sự đa dạng và phong phú của hệ vi sinh vật đường ruột của loài gặm nhấm và giảm phản ứng viêm. Điều này cho thấy cà chua có khả năng điều trị bệnh viêm ruột, một hệ vi sinh vật khỏe mạnh đa dạng có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh như ung thư, viêm gan. Chưa kể, chất lycopene trong cà chua có nhiều nhất trong vỏ, không chỉ giúp bảo vệ chống lại ung thư da mà còn ngăn ngừa nhiều loại ung thư khác. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người tiêu thụ nhiều cà chua nhất có xu hướng mắc ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư phổi thấp hơn. Điều này có thể là do chất lycopene trong cà chua ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và điều chỉnh chức năng miễn dịch của cơ thể. Chìa khóa để tối ưu hóa lợi ích bảo vệ của lycopene là ăn cà chua cùng với chất béo tinh bột lành mạnh. Vì lycopene trong cà chua cần chất béo tinh bột để cơ thể hấp thụ đúng cách. Cuối cùng là một sắc tố hòa tan trong chất béo mang lại màu đỏ cho loại trái cây này. Lycopene đã được biết là giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa, bao gồm cả tác hại của tia cực tím UV từ mặt trời. Do đó, ăn cà chua có thể hoạt động như một loại kem chống nắng bên trong, bằng cách ngăn ngừa cháy nắng và thậm chí là ung thư da. Từ đây có thể thấy, cà chua thực sự là một siêu phẩm đáng để thêm vào chế độ ăn hàng ngày, phải không các bác? Tốt nhất, cô bác nên thêm cà chua vào khẩu phần ăn hàng ngày của bạn thông qua các món salad, sốt cà chua tự nhiên hoặc thậm chí làm nước ép cũng là cách tuyệt vời để tận dụng tất cả lợi ích dinh dưỡng mà chúng mang lại. Loại quả thứ hai ăn cùng cơm là trứng gà, bổ dưỡng nhất, phòng nhiều bệnh nguy hiểm. Cô bác ạ, chẳng cần cao lương mỹ vị, các chuyên gia cho biết, trứng được coi là thực phẩm vàng bổ dưỡng nhất trong các loại thực phẩm. Không chỉ thế, ăn trứng gà còn giúp tăng cường sức khỏe não bộ, bởi trong trứng gà chứa rất nhiều hợp chất choline. Đây là sự kết hợp giữa các yếu tố như protein và choline. Chất này sẽ giúp cho não bộ hoạt động được tốt hơn, đặc biệt trong việc ngăn ngừa ung thư vú, một căn bệnh tiềm ẩn với nhiều mối nguy hiểm. Việc ngăn ngừa ung thư là điều mà ai trong chúng ta cũng cần làm để đề phòng đến sức khỏe tinh thần và tính mạng. Thay vì chữa bệnh, ta nên phòng bệnh từ sớm và các chuyên gia khuyến khích nên ăn một quả trứng luộc trong chế độ ăn hàng ngày để có thể ngăn ngừa được căn bệnh ung thư quái ác này. Bên cạnh đó, việc ăn trứng gà mỗi ngày sẽ giúp làm giảm 26% nguy cơ đột quỵ và xuất huyết. Ăn trứng
cũng có thể giảm thêm 12% nguy cơ bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thậm chí, trong thành phần của trứng gà luộc có chứa sắt. Nhờ vậy, nó có thể cải thiện hiệu suất của các hợp chất trong tế bào hồng cầu. Trong tế bào hồng cầu có chứa hemoglobin, có chức năng liên kết oxy và hồng cầu, đáp ứng cho các cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, trứng gà luộc có thể giúp điều trị căn bệnh thiếu máu. Chưa kể, trong trứng gà còn có chứa rất nhiều vitamin A. Nhờ vậy, rất tốt cho việc duy trì sức khỏe của đôi mắt. Kết hợp trứng gà cùng cơm hoặc salad trong bữa ăn sẽ góp phần ngăn chặn cận thị hay viễn thị. Chỉ cần ăn một quả trứng luộc hàng ngày hoặc ăn cùng cơm sẽ giúp cô bác chăm sóc sức khỏe xương và ngăn chặn bệnh liên quan đến xương như loãng xương ở tuổi già. Chất oxy hóa trong xương còn có khả năng giúp móng tay trở nên hồng và khỏe mạnh hơn. Cuối cùng, trong trứng gà luộc có chứa hàm lượng vitamin A và vitamin E, rất hữu ích trong việc ngăn ngừa rụng tóc, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình mọc tóc bởi trong thành phần có chứa axit béo giúp tóc óng mượt và khỏe mạnh hơn. Hiệu quả sẽ tăng cao khi cô bác sử dụng thường xuyên. Chính vì hàng tá lợi ích phòng và chữa bệnh tuyệt vời mà trứng gà mang lại, thì chả tội gì mà không ăn trứng mỗi ngày để giúp mình và cả gia đình cùng khỏe mạnh, sống lâu, sống thọ, phải không cô bác? Loại quả thứ ba nên ăn cùng cơm chính là quả sung, đại bổ, ngăn ngừa hàng tá bệnh. Quả sung là một trong những loại quả dân gian quen thuộc của người Việt Nam ta. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Vậy ăn quả sung cùng cơm có tác dụng gì? Có nên ăn quả sung mỗi ngày hay không? Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu quả sung là đủ? Theo các nghiên cứu, các chất dinh dưỡng dồi dào trong quả sung có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư ruột kết. Không chỉ vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo tuổi già có thể bổ sung canxi từ trái sung nếu bị dị ứng với sữa, vì quả sung chứa nhiều kali, mangan và canxi. Đây toàn là những chất khoáng thúc đẩy quá trình sản sinh ra canxi, giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt, lợi ích tuyệt vời nhất là hàm lượng chất xơ và probiotic trong quả sung dồi dào, giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, giảm táo bón, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, viêm loét đại tràng hiệu quả nhanh chóng. Cô bác có thể ăn sung trực tiếp hoặc ăn với cơm đều có hiệu quả. Ngoài ra, quả sung giàu kali và ít natri, nên việc thêm quả sung tươi vào bữa ăn giúp cho lượng kali tăng trở lại, ngừa cao huyết áp. Ngoài ra, trong trái sung còn chứa nhiều chất béo omega 3 và omega 6, giúp huyết áp ổn định và ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch, rất tốt cho những người cao tuổi đấy ạ. Quý vị ạ, quả sung tốt cho sức khỏe là vậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, với sung mọc ở Việt Nam, tốt nhất mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 5 quả. Riêng giống sung có xuất xứ khác thì chỉ nên ăn 1 đến 2 quả một ngày. Nghe đến đây, có lẽ cô bác đã phần nào biết rõ hơn về những tác dụng tuyệt vời của quả sung tươi với cơ thể, cũng như giải đáp thắc mắc ăn quả sung có tốt không. Do đó, cô bác có thể an tâm bổ sung loại quả này vào khẩu phần ăn của mình để bảo vệ sức khỏe của gia đình được tốt hơn nhé. Loại quả thứ tư nên ăn là dưa chuột, thần dược cho cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Cô bác có muốn có một món ăn ngon mà không cần phải nấu? Trong thời buổi bận rộn như hiện nay, nhiều khi không kịp làm rau ăn thì dưa chuột là lựa chọn hàng đầu của tôi đấy, cô bác ạ. Còn cô bác thì sao? Phải nói loại quả này thì vừa ngon vừa mát lại rẻ như bèo, tội gì không tận dụng ăn thường xuyên. Một số nghiên cứu cho thấy dưa chuột có thể giúp cơ thể chống lại bệnh ung thư. Ngoài các chất chống oxy hóa, dưa chuột còn có các hợp chất cucurbitacin và nhóm chất dinh dưỡng lignan có thể bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Một nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu ung thư cho kết quả rằng chất flavonoid fisetin có trong dưa chuột có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đặc biệt, chất chống oxy hóa trong dưa chuột có tác dụng phòng ngừa và làm chậm tình trạng tổn thương tế bào do stress oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do. Stress oxy hóa có thể dẫn đến các tình trạng mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường,
bệnh Alzheimer, thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có thể đảo ngược hoặc ngăn chặn các ảnh hưởng của stress oxy hóa. Đó là lý do cô bác nên ăn các loại trái cây và rau quả có nhiều chất chống oxy hóa, tiêu biểu là dưa chuột. Thêm nữa là dưa chuột còn rất giàu vitamin K. Một bát con dưa chuột Thái Lát có khoảng 19% giá trị vitamin K được khuyến nghị hàng ngày. Cơ thể cần vitamin K để hình thành các protein cần thiết để tạo xương và mô khỏe mạnh, giúp đông máu. Uống dưa chuột là biện pháp giúp bổ sung loại vitamin này cho cơ thể. Bên cạnh đó, nước dưa chuột có thể làm dịu da từ trong ra ngoài. Uống nước detox dưa chuột giúp cơ thể thải độc và duy trì một làn da khỏe đẹp. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa nhiều axit pantothenic hoặc vitamin B5 được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Nếu cô bác đang cố gắng giảm cân, thì cô bác có thể thay thế nước ngọt có đường, đồ uống thể thao và nước trái cây bằng nước ép dưa chuột. Việc đó giúp cắt giảm một lượng lớn calo ra khỏi chế độ ăn uống của mình. Đồng thời, uống đủ nước cũng giúp cô bác cảm thấy no hơn, hoặc ăn cơm cùng dưa chuột cũng giúp nhanh no, giảm lượng tinh bột đưa vào cơ thể, từ đó giữ cho vóc dáng được gọn gàng hơn. Loại quả thứ 5 cô bác nên ăn là quả cà tím, siêu thực phẩm trường thọ hàng đầu được người Nhật săn lùng. Cô bác thân mến, từ lâu, Nhật Bản vẫn nổi tiếng là quốc gia sống thọ. Bí quyết để kéo dài tuổi thọ của người họ không chỉ ở bộ gen tốt, mà chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống, chế độ ăn uống. Trong đó, một loại quả rất quen thuộc trong bữa ăn của người Nhật là cà tím. Người Nhật ăn cà tím thường xuyên, chế biến theo nhiều kiểu hấp dẫn. Người dân quốc gia này luôn ưa chuộng những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, và cà tím đứng hàng đầu. Với hàm lượng dưỡng chất cao, cà tím thường được xem là siêu thực phẩm, giúp hỗ trợ điều trị một số bệnh và tăng cường sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy, chất chống oxy hóa trong cà tím giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, từ đó giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư. Đặc biệt, chất anthocyanin trong cà tím có thể giúp đạt được bằng cách ngăn chặn các mạch máu mới hình thành trong khối u, giảm viêm và ngăn chặn các enzyme giúp tế bào ung thư di căn. Bên cạnh đó, cà tím có công dụng kiểm soát đường huyết là nhờ hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ khi vào ruột sẽ giúp thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ vào máu chậm hơn, nhờ đó giúp đường huyết ổn định hơn và không tăng quá nhanh. Ngoài ra, cà tím thật sự là món quà cho trái tim của bạn. Trong cà tím có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch, giúp giảm huyết áp. Nếu bạn trải qua những căng thẳng lo âu, những lo toan của gia đình, đừng quên món cà tím trong bữa ăn tối nhé. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đông y, cà tím sẽ chỉ phát huy hết tác dụng khi được ăn uống điều độ, đúng cách. Cần lưu ý một số điều dưới đây khi ăn. Cà tím có tính hàn, vì vậy những người yếu mệt hay thể trạng kém cũng không nên ăn nhiều và thường xuyên. Người mắc bệnh thận nên hạn chế. Những người hen suyễn, bệnh dạ dày, lá lách không nên ăn. Ngoài ra, nhóm người mắc bệnh dạ dày tránh ăn nhiều cà tím vì dễ gây ra tiêu chảy nặng. Đặc biệt, cà tím và cua đều là thực phẩm tính mát. Sự kết hợp giữa hai món ăn này có thể gây ra lạnh bụng, hại cho dạ dày và sẽ dẫn đến tiêu chảy. Từ những công dụng tuyệt vời mà 5 loại quả ăn cùng cơm nêu trên, cô bác đã có ý tưởng làm món gì chưa ạ? Nếu chưa, hãy tham khảo những món ngon sau đây từ dưa chuột, cà chua hay món cà tím để đổi vị cho cả gia đình mình nhé! Món salad dưa chuột cà chua. Để làm được món ăn này, cô bác chuẩn bị dưa chuột 400g, cà chua 200g, tỏi băm 1 muỗng cà phê, giấm táo 3 muỗng canh, dầu ô liu 2 muỗng canh, đường 2 muỗng canh, muối 1/3 muỗng canh, hạt tiêu 1/3 muỗng canh. Sơ chế nguyên liệu. Rửa sạch dưa chuột và cà chua bi, sau đó cắt lát mỏng với độ dày khoảng 0,5cm. Cắt cà chua làm tư và sốt trộn. Cho vào tô 2 muỗng canh đường, 1/3 muỗng canh muối, 1/3 muỗng canh hạt tiêu, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 3 muỗng canh giấm táo, 2 muỗng canh dầu ô liu, rồi khuấy đều cho hòa quyện. Cho vào tô cà chua bi, dưa chuột và nước sốt, rồi trộn đều để rau củ
thấm vào gia vị thành phẩm. Món salad có độ giòn ngọt tươi từ dưa chuột, cà chua bi thì mọng nước chua nhẹ, hòa quyện cùng sốt trộn chua ngọt thơm ngon. Cô bác có thể ăn kèm cùng trứng luộc để tăng thêm hương vị cho món ăn nhé. Món ăn thứ hai, cà tím cuộn sốt cà chua. Bạn đã bao giờ nếm thử mùi vị của cà tím cuộn kết hợp cùng sốt cà chua chưa? Đây vừa là món ăn chống ngán, vừa là phòng ngừa ung thư rất hiệu quả. Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản, cà tím có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư vì trong nó có chứa chất chống oxy hóa, tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Ngoài ra, cà tím còn có khả năng làm giảm thiểu cholesterol trong máu vì cà tím chứa nhiều nước và chất xơ. Đặc biệt, cà tím sốt với cà chua sẽ tăng hiệu quả ngừa ung thư gấp 10 lần mà cách chế biến lại vô cùng đơn giản. Nguyên liệu làm cà tím cuộn sốt cà chua: 2 trái cà tím, 2 miếng đậu hũ non, 15 cái nấm hương, 5 gram ngò rí, 2 trái cà chua, 1 muỗng canh nước mắm chay, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê đường trắng, 1 muỗng canh dầu ăn. Hướng dẫn làm cà tím cuộn sốt cà chua: cà tím rửa sạch, cắt lát mỏng theo chiều dọc và ngâm với nước muối pha loãng. Đậu hũ nghiền nát, sau đó trộn nấm hương, rau ngò, nước mắm chay, hạt nêm chay, đường. Dùng miếng cà tím đã cắt mỏng và lấy muỗng túc đậu hũ đã nghiền vào và cuộn lại, làm như vậy đến khi hết. Cho cà chua vào chảo với dầu ăn và một muỗng canh nước và nêm nếm gia vị vừa ăn 7 phút làm sốt sệt. Tiếp theo, nhẹ nhàng xếp cà tím cuộn vào chảo và đun, đậy vung và tưới nước sốt cho đều lên trên miếng cà. Nấu trong 12 đến 15 phút là có món cà tím cuộn đậu hũ nấm sốt. Cho ra đĩa sâu lòng và rắc chút ngọt lên, ăn với cơm nóng rất lạ miệng và hấp dẫn. Ngoài ra, cà tím còn là quả trị đau xương nhức khớp cực tốt. Từ khi phát hiện những cơn đau do bệnh khớp, đặc biệt là ở đầu gối, mắt cá chân, người phụ nữ này đã đến khá nhiều nơi và được bác sĩ cho dùng thuốc, nhưng cơn đau chỉ hết tạm thời. Cô tìm đến các phương pháp điều trị viêm khớp tự nhiên, vô tình đọc được một bài thuốc với cà tím. Chính nó đã giúp cô đoạn tuyệt với các triệu chứng và biến chứng của căn bệnh này. Phương thuốc trị đau khớp này là tất cả những gì cô làm để làm dịu những cơn đau khủng khiếp ở các khớp. Chuẩn bị một quả cà tím, 1 lít nước. Thực hiện bước 1. Trước tiên, bạn rửa cà tím và cắt thành từng khúc mỏng. Bước 2. Đun sôi 1 lít nước, tắt bếp, cho cà tím vào nồi nước, tiếp tục nấu, đậy nắp lại. Bước 3. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Bước 4. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím, chắt lấy phần nước. Cách dùng: cho 750ml hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh. Hỗn hợp chia ra làm 3 phần, mỗi phần 250ml uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối, khi bụng đói hoàn toàn, khi chưa ăn gì. 250ml còn lại, bạn dùng để bào chế thuốc thoa bên ngoài da. Trộn 250ml hỗn hợp với 50ml dầu ô liu khuấy đều, bảo quản trong tủ lạnh, dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau, dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Kết quả: việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Tuy nhiên, người phụ nữ khuyên bạn nên thực hiện trên 3 tuần để cơn đau biến mất vĩnh viễn. Và điều tuyệt vời nhất là bạn có thể vừa uống vừa sử dụng thoa bên ngoài da. Nếu bạn hoặc người thân đang phải chống chọi với những cơn đau khớp quằn quại, hãy thử phương pháp hoàn toàn tự nhiên này ngay hôm nay nhé. Tuy nhiên, có những loại quả nên ăn cùng cơm và cũng có những loại thực phẩm cấm ăn cùng cơm vì nguy hại cho sức khỏe. Ai cũng nên biết nếu không muốn có ngày thọ non, rước ung thư vào người. Đầu tiên, chớ dại mà ăn rau củ muối. Có lẽ nhiều cô bác ở đây đều thích món dưa cà muối chua hay là các loại kim chi rau củ muối, đúng không ạ? Phải nói đây là các món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Thậm chí như mẹ tôi, bữa cơm mà không có bát dưa cà muối là nuốt không trôi. Có cô bác bảo rằng từ thời ngày xưa, các cụ nhà nào mà chẳng có một lọ cà muối to đùng để ăn quanh vẫn sống thọ và trăm tuổi ấy.
Vậy mà giờ nói là ăn dưa cà muối gây ung thư thì thật là quá khó tin. Tuy nhiên cô bác ạ, rau củ lên men là một loại rau đứng đầu danh sách gây ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới công bố. Trong khi đó thì người châu Á, nhất là người dân Việt Nam, thường thích sử dụng chúng để ăn kèm với mỗi bữa cơm. Nhiều người thì thường ăn những món ăn này ngay cả khi mà nó chưa được lên men kỹ, vẫn còn những vị hăng hăng. Thực tế thì chính cách ăn này là nguyên nhân dẫn tới ung thư cho cơ thể con người mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Bởi vì lúc này, rau củ mới lên men chứa hàm lượng nitrat chuyển thành nitrit. Khi mà ăn uống kết hợp với các axit amin trong thực phẩm thường ăn như là thịt, tôm, cá và chuyển thành nitrosamin. Đây là một chất có khả năng gây ra ung thư dạ dày rất là cao. Vì vậy, cô bác chúng ta cần chú ý là không nên ăn quá nhiều thực phẩm muối lên men và tuyệt đối là đừng ăn khi mà chúng còn xanh chát hoặc là chưa lên men kỹ. Có thèm lắm thì một tuần cũng chỉ ăn một lần thôi. Chứ đừng có bữa nào cũng ăn thì chẳng khác nào mà tự mình hại mình đấy ạ. Như vậy, có thể thấy rằng rau xanh, thực phẩm vốn được coi là lành mạnh nhất cũng có thể biến thành nguy cơ ung thư khi chúng ta tiêu thụ một cách không khoa học. Để rau xanh phát huy đúng tác dụng, các gia đình nên đảm bảo nguồn rau sạch không có vi khuẩn gây bệnh và không có các loại hóa chất độc hại. Phương pháp chế biến rau tốt nhất là hấp hoặc luộc và thời gian ăn rau không nên vượt quá 8 tiếng sau khi nấu. Thứ hai chính là ăn măng tươi vào không khác gì rước độc. Nhắc đến măng tươi thì đây vốn là một thực phẩm chế biến rất nhiều món ăn khác nhau, từ măng xào, măng nấu xương đến măng ngâm giấm ớt, thì ăn kèm với bún phở thì phải nói là ngon hết nước chấm. Thế nhưng mà cô bác ở đây trước giờ ăn măng có bao giờ thắc mắc xem chúng có gây độc hại gì cho cơ thể của chúng ta hay không? Hay là chúng ta cứ thế ăn là ăn thôi ạ? Vậy nên những ai mà thường xuyên ăn măng tươi thì cần phải dừng lại ngay. Vì chúng chẳng những không còn chất gì mà còn là hung thủ gây ra ung thư hàng đầu ở con người đấy. Thứ ba, rau để qua đêm chứa chất gây ung thư rất nguy hiểm. Người Việt thường có quan niệm cơm không rau như đau không thuốc. Vì vậy, trong mâm cơm gia đình hoặc tiệc tùng không thể thiếu một đĩa rau. Nhiều người giữ lại rau để sử dụng cho bữa ăn sáng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, thói quen này rất nguy hiểm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, các loại rau như súp lơ, rau pina, rau cải thìa bông, cải xanh và củ cải, cà rốt chứa nhiều hydrat hơn các loại rau khác. Nếu cô bác để chúng qua đêm và sau đó hâm nóng lại, chúng có thể trở nên độc hại bằng cách giải phóng các đặc tính gây ung thư. Trong đó, rau pina được xem là loại rau nguy hiểm nhất vì nó có chứa lượng sắt cao. Do đó, việc đun nấu và hâm nóng rau pina có thể làm oxy hóa chất sắt có trong rau pina. Quá trình oxy hóa sắt tạo ra các gốc tự do nguy hiểm được biết đến là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh, bao gồm vô sinh và ung thư. Bên cạnh những thực phẩm cấm ăn cùng cơm vì gây nguy hại cho sức khỏe, mới đây bác sĩ còn cảnh báo đến người dân về những đại kỵ trong việc kết hợp thực phẩm ăn uống hàng ngày mà hầu như nhiều người vẫn mắc phải, đang dần rút ngắn tuổi thọ một cách nhanh chóng. Đầu tiên, đừng ăn cơm chan canh. Nhiều người Việt thường có thói quen ăn cơm chan canh. Song theo các chuyên gia khuyến cáo, đây là thói quen xấu, không tốt cho sức khỏe. Khi ăn cơm, dù uống bất kỳ loại nước nào cũng đều làm cho quy trình tiêu hóa bị ảnh hưởng vì nó làm tăng kích thích của dạ dày. Khi có quá nhiều chất lỏng và thức ăn trong dạ dày sẽ khiến cho quá trình tiêu hóa chậm lại. Điều này sẽ gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Thức ăn vào dạ dày sẽ trải qua các giai đoạn ngâm mềm, nghiền nát. Hơn nữa, khi nhai thức ăn, nước bọt không ngừng được tiết ra để làm ẩm thức ăn, giúp việc nhai thức ăn diễn ra nhanh hơn. Enzyme trong nước bọt cũng hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn được tốt hơn. Thứ hai, không được ăn hai nguồn thực phẩm giàu protein cùng một lúc. Protein là những thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải cứ ăn nhiều protein đa dạng các loại cũng đều tốt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn quá nhiều protein cùng lúc khiến hệ tiêu hóa mất nhiều thời gian mới có thể phân giải được chúng. Điều này đòi hỏi dạ dày phải làm việc liên tục.
còn cô bác thì tiêu tốn nhiều năng lượng. Bởi vậy, trong cùng một bữa ăn, cô bác đừng kết hợp quá nhiều loại thịt với nhau hoặc thịt với cá. Tuy nhiên, theo thói quen ăn uống ở nhiều nơi, đây cũng là một cặp kết hợp khó tránh. Các chuyên gia về sức khỏe gợi ý rằng, nếu cô bác phải ăn hai nguồn protein cùng một lúc, tốt nhất nên ăn kèm với các loại rau có hàm lượng nước cao như hành tây, súp lơ xanh hoặc rau diếp. Một mẹo nhỏ nữa, thịt nên là món được ăn sau cùng trong bữa ăn, để khi các men tiêu hóa không đạt tới đỉnh điểm. Thứ ba, không nên ăn trái cây sau bữa chính. Người Việt Nam chúng ta hầu hết đều có thói quen rằng ăn trái cây hoa quả tráng miệng ngay sau bữa cơm, có đúng không ạ? Tuy nhiên, cô bác có biết đây là một việc làm vô cùng nguy hại cho sức khỏe hay không? Bởi vì trái cây đi qua dạ dày một cách nhanh chóng và tiêu hóa trong ruột của cô bác. Nếu kết hợp trái cây với các loại thực phẩm mất nhiều thời gian tiêu hóa, chúng sẽ bị giữ lại quá lâu trong dạ dày, rồi bắt đầu lên men. Vì vậy, đừng ăn trái cây sau bữa chính, đặc biệt là khi cô bác ăn nhiều thịt và ngũ cốc. Tốt nhất, cô bác nên ăn trái cây trước bữa ăn từ 30 phút đến 1 tiếng. Khi trái cây đi vào dạ dày trống, nó sẽ giúp đường tiêu hóa làm công tác chuẩn bị để tiếp nhận các loại thực phẩm khác. Tới nước trong trái cây sẽ làm ẩm đường tiêu hóa, chất xơ làm sạch dạ dày và ruột. Các enzyme kích hoạt quá trình hóa học để tiêu hóa thức ăn của cô bác. Ăn trái cây trước bữa chính sẽ hỗ trợ đường tiêu hóa làm việc hiệu quả. Còn trong trường hợp vẫn muốn ăn trái cây sau bữa ăn, hãy chờ ít nhất khoảng 1 tiếng. Lúc này, ăn trái cây vào mới không gây hại cho dạ dày. Thứ tư, đừng dại uống nước trà ngay sau bữa ăn. Thói quen ăn uống này không những làm loãng dịch vị, mà một số lượng lớn axit amin trong trà sẽ kết hợp với chất protein trong thức ăn, đọng lại không có lợi trong việc hấp thụ tiêu hóa chất protein. Thứ năm, không uống rượu bia cùng cà phê. Nhiều người lầm tưởng rằng uống cà phê sau khi uống rượu sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Điều đó là hoàn toàn sai lầm. Việc tăng năng lượng cô bác nhận được từ cà phê chỉ có thể đánh lừa trạng thái say của cô bác. Kết quả là cô bác sẽ luôn đánh giá cao hơn mức độ chịu đựng của mình. Đừng nghĩ rằng sau khi uống cà phê, cô bác có thể tỉnh táo hơn để lái xe về nhà. Nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ cà phê với rượu có nguy cơ gặp tai nạn lớn hơn so với những người không làm điều này. Điều tương tự xảy ra với việc uống nước tăng lực sau khi uống rượu. Những hiệu ứng được tạo ra từ caffeine mà nước tăng lực Red Bull chẳng hạn cũng chứa rất nhiều caffeine trong đó. Do đó, tránh uống rượu bia cùng cà phê nếu không muốn cơ thể của mình gặp nguy. Về việc ăn cùng cơm để giúp cơ thể khỏe mạnh và chống lại bệnh tật, có những loại quả nên và không nên kết hợp. Cô bác hãy ghi nhớ để ăn uống đúng cách, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị hãy lắng nghe lời Phật dạy về cách tạo dựng phúc đức cho sinh mệnh con người để cuộc sống may mắn thuận lợi hơn. Làm người nếu biết lấy đức làm gốc rễ, ấy là bậc minh trí. Bởi đức hạnh chính là đại biểu cho kết quả hàm dưỡng của một người. Nếu một người không ngừng tu tâm tích đức, ắt sẽ gia tăng trí huệ, ngộ đạo nhân sinh, tìm được chân lý và hạnh phúc viên mãn cho chính mình. Mỗi người cần biết tu hành. Tu nghĩa là sửa, tìm ra cái sai, cái chưa tốt, chưa thiện của mình để sửa cho đúng hơn, tốt hơn, thiện hơn. Khi đã sửa được tốt hơn, thiện hơn thì đã lên cảnh giới tầng thứ cao hơn. Lại nhìn lại mình, phát hiện ra điều mình vẫn chưa đúng, chưa tốt, chưa thiện, rồi lại sửa tiếp. Một quá trình liên tục như vậy sẽ liên tục nâng cao đạo đức, phẩm hạnh cá nhân. Còn hành nghĩa là thực hành, hành động. Sau khi sửa mình cho đúng, cho tốt thì áp dụng vào thực tế, vào mối quan hệ với mọi người. Để xem cái mình cho là tốt, là đẹp, là thiện, là đúng đó có được mọi người chấp nhận, đồng tình không? Có làm tổn hại người khác không? Từ đó mà điều chỉnh, sửa đổi, quay lại tu thân. Hành cũng là để kiểm nghiệm xem mình đã tu sửa vững chắc chưa. Trước những mâu thuẫn về quan hệ, lợi ích, danh tiếng, những cái xấu của mình còn tái phạm không? Do đó, tu hành là tự xem xét bản thân. Để xem xét bản thân chính xác thì cần lắng lòng, để tâm bình khí hòa,
rồi nhìn lại mình. Xem bao nhiêu thói quen của mình có các loại cố chấp, có các chủng thiên kiến không, có nóng vội, có khoe khoang khoa trương không, có gì giả dối khó nói ra không, còn có rất nhiều những hạn chế mà chưa dám thừa nhận. Cái gốc làm người là tu thân, tự xem xét bản thân là tu hành. Càng khó mới càng cần tu hành. Vẫn có những câu chuyện các cặp vợ chồng từ khi kết tóc xe tơ vẫn thủy chung, phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh, không hề cãi nhau bao giờ. Những cặp vợ chồng như thế này khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng những cặp đôi thế này vô cùng hiếm gặp, chỉ là những trường hợp cá biệt mà thôi. Còn các cặp vợ chồng bình thường, phần lớn là qua tháng trăng mật. Có khi chỉ qua vài ngày là bắt đầu nảy sinh xung đột. Đầu tiên là bất đồng trong tư tưởng, trong cách suy nghĩ, lối sống, dần dần biến thành cãi nhau đầy lửa, rồi chiến tranh lạnh, nhiều ngày không ai nói với ai lời nào. Vợ chồng chung sống hòa thuận xưa nay vốn là việc khó, vì sự khác biệt giữa nam và nữ giống như sự khác biệt giữa trời và đất. Bối cảnh gia đình và thói quen sống của hai người vốn cũng khác nhau, khó mà dung hòa. Hai bên cũng có những quan điểm cố chấp, thiên kiến khác nhau, cũng chẳng người nào chịu người nào. Xã hội hiện đại cũng khiến tâm hồn con người sơ cứng, đã mất đi tính nhẫn nại, ôn hòa, khiến cho quan hệ vợ chồng trong gia đình dễ bị tổn thương. Xã hội hiện đại càng ngày càng đề cao cái tôi, đề cao cá tính, vô hình chung đã đẩy sự khác biệt trên của hai vợ chồng về hai thái cực. Mâu thuẫn được đẩy lên cao, cái tôi được bùng nổ ra như hai trái bóng bơm căng, và chạm nhẹ là đẩy bật lên càng xa nhau hơn. Quan hệ càng thêm căng thẳng, không ai chịu nhường ai, ắt sẽ dẫn đến đấu khẩu, chiến tranh lạnh và ly dị. Phật dạy ba cách bố thí để tạo phúc phận cho đời mình. Nếu thực sự thực hiện được một cách chân chính ba loại bố thí này, thì chính là bạn đang gieo trồng nhân thiện duyên vô cùng to lớn. Khi hiểu được cần bố thí như thế nào, đó chính là tu phúc. Cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng tương lai chắc chắn sẽ được phúc báo tốt lành. Tuy nhiên, có một nguyên tắc rất quan trọng trong khi bố thí chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình. Có một số người bản thân không có tiền liền đi mượn tiền để giúp đỡ người khác. Phật có dạy bạn công đức trong khả năng làm được của mình, không làm được thì không cần miễn cưỡng. Ngoài ra, còn một điểm rất quan trọng khác là sự bố thí thật sự không phải ở số lượng nhiều hay ít, mà là xuất phát từ tâm của bạn. Nếu tâm bạn chân thành, vui vẻ khi bố thí cho người, thì rất tự nhiên sẽ được tích phúc báo rất lớn. Trong cuộc sống, số phận cuộc đời mỗi người không ai là giống nhau. Có kẻ giàu, có người nghèo khó, lại có những kẻ túng quẫn đến manh áo che thân cũng không lo nổi. Thế nhưng không vì thế mà việc bố thí bị ngăn trở. Bố thí không chỉ bằng vật chất là cho đi, mà bố thí còn có nghĩa là buông bỏ. Ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí. Có khi chỉ là một nụ cười nho nhỏ, lời hỏi thăm sức khỏe hay một tiếng chào thân ái. Như vậy đều đã là bố thí, đều đã tạo một cơ sở phúc báo cho chính mình vậy. Vậy là đến đây, cô bác đã biết được về già, bớt thịt và cứ ăn cơm với 5 loại rau quả này, đánh bay bệnh tật, sống khỏe, sống thọ đến 120 tuổi. Hy vọng qua video ngày hôm nay, chúng ta đã có thêm nhiều kiến thức sống lành mạnh để giúp không chỉ bản thân mà còn những người thân yêu trong gia đình cùng sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.